Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Tuition. Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn cho con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn, có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Với những gia đình ở xa, có thể nâng cao kiến thức toán học cho con em mình bằng cách mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411-812-656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Capramatta. Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Bạch Ngọc xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Vietface TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, thông tin được quan tâm nhiều nhất trong cuối tuần qua vẫn là việc ngân hàng trữ kim RBA gia tăng lãi suất, kéo theo sự gia tăng của hầu hết các ngân hàng tư nhân. Ngoài ra, tình trạng các công ty xây dựng tự biến mất khỏi thị trường cũng là thông tin rất đáng được quan tâm. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị độc lập lớn nhất tại Tây Úc tiếp tục cảnh báo sự gia tăng giá cả của các loại thực phẩm trong thời gian tới. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng nay, thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022 của Vietface TV. Sinh hoạt kinh tế. Tứ trụ ngân hàng đồng loạt gia tăng lãi suất đối với các khoản vay thế chấp. Sau khi ngân hàng trữ kim RBA loan báo gia tăng lãi suất lần thứ tư vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, từ mức 1.35% lên 1.85%, thì tứ trụ ngân hàng tại Úc cũng đã lần lượt loan báo gia tăng lãi suất. Đồng nghiệp với mức gia tăng của ngân hàng trữ kim RBA đối với các khoản vay thả nổi, tức là variable rate, dẫn đầu về quyết định là gia tăng lãi suất từ ngân hàng CBA, sau đó lần lượt đến ANZ, Westpac và NAB. Sự gia tăng của CBA, ANZ và NAB sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 sắp tới, trong khi Westpac sẽ áp dụng lãi suất mới vào ngày 18 tháng 8. Trong số các ngân hàng tư nhân thì Macquarie là ngân hàng đầu tiên đã thông qua việc gia tăng lãi suất. Quyết định của Macquarie xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi RBA loan báo gia tăng thêm 0.5% trong tháng 8 này. Sinh hoạt kinh tế, 3 trong số tứ trụ ngân hàng đóng cửa 37 chi nhánh, 182 người bị mất việc. Ngân hàng Westpac, CBA và NAB vừa loan báo sẽ đóng cửa thêm 37 chi nhánh trên toàn quốc Úc Châu, nâng tổng số chi nhánh ngân hàng bị đóng cửa kể từ tháng 1 năm 2020 lên thành 550 cơ sở. Theo thông tin từ Nghiệp đoàn Tài chánh, tức là Finance Sector Union, thì quyết định đóng cửa thêm 37 chi nhánh trong vài tháng tới sẽ khiến cho 182 nhân viên ngân hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp. Cũng theo nhận xét của Finance Sector Union, thì việc đóng cửa các chi nhánh lần này đã là đạt đến mức khủng hoảng. Trong số 37 chi nhánh sẽ bị đóng cửa, có 24 chi nhánh thuộc ngân hàng Westpac và nhiều nhất là tại New South Wales. Các chi nhánh sẽ đóng cửa bao gồm Lakemba, Engadine, Corrimal và Kingsclere, trong khi các chi nhánh của Queensland ở Ashmore, Nairn và Rockhampton cũng sẽ phải đóng cửa. Còn tại Tây Úc, cơ sở bị đóng cửa là Mandurah,
và Southport. Trong khi đó, ngân hàng NAB sẽ đóng cửa 9 chi nhánh tại 3 tiểu bang. Trong số đó có 6 cơ sở tại New South Wales, 1 tại Queensland và 2 tại Victoria. Riêng ngân hàng lớn nhất là CBA sẽ đóng cửa tổng cộng 6 chi nhánh tại New South Wales và Victoria. Giải thích cho quyết định đóng cửa các chi nhánh lần này, phát ngôn viên của ngân hàng Westpac nói rằng, với hơn 5 triệu khách hàng đang sử dụng phương tiện kỹ thuật số, nên Westpac sẽ đầu tư thêm vào các dịch vụ này để khách hàng có nhiều chọn lựa hơn. Tương tự, giám đốc điều hành của ngân hàng NAB cho biết ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng ngân hàng trực tuyến, và do đó việc mở cửa các chi nhánh chỉ là một việc làm lãng phí thời gian và tiền bạc. NAB cho biết ngày càng có nhiều người Úc sử dụng ngân hàng kỹ thuật số, với hơn 94% tương tác của khách hàng diễn ra qua điện thoại, video hoặc trực tuyến. Sinh hoạt kinh tế, thất bại thảm hại, công ty xây dựng sụp đổ chỉ còn lại 14.000 đô la trong ngân hàng. Vào cuối tuần qua, công ty xây dựng Willoughby Homes có trụ sở tại Sydney đã bị các chủ nợ đưa ra tòa. Tuy nhiên, hành động này có lẽ quá trễ vì trong tài khoản của công ty khi đó chỉ còn lại 14.000 đô la, trong khi số tiền mà công ty đang nợ khách hàng lên đến hàng chục triệu đô la. Hay nói một cách khác, khách hàng của Willoughby Homes sẽ hoàn toàn không có cơ hội lấy lại được tiền. Công ty G. Broken Renault Trace đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Willoughby Homes vào đầu tháng trước vì khoản nợ chưa trả lên đến 184.000 đô la. Và trong bối cảnh hiện tại thì Renault Trace chỉ có thể thu hồi tối đa là 18.400 đô la, tức là 10% số tiền mà Willoughby Homes đang nợ họ. Tuy nhiên, thông tin tích cực vào The Job là Willoughby Homes đã bổ nhiệm David Mansfield và Jason Tracy thuộc bộ phận tái cơ cấu của tổ hợp tài chính Deloitte làm quản trị viên tự nguyện, và các chủ nợ cho rằng đây là nỗ lực sau cùng để cứu công ty. Trong phiên điều trần, thông tin được tiết lộ rằng Willoughby Homes đang nợ các chủ nhà và sở thuế lên tới hơn 4 triệu 400 ngàn đô la. Trong khi ngay tại thời điểm đó, thì tài khoản ngân hàng của Willoughby Homes chỉ có được 14.000 đô la mà thôi. Nhắc lại là theo thông tin từ news.com.au, thì văn phòng công ty Willoughby Homes đã không hoạt động trong thời gian dài. Với nhiều khoản nợ chưa được thanh toán, nên hầu hết các công trình xây dựng đều đã bị đình trệ trong năm qua. Ngoài các nhà đầu tư xây dựng đứng đơn kiện công ty Willoughby, còn có 44 chủ nhà đã đặt cọc tiền cho công ty này. 16 trong số đó có nhà được xây dựng dở dang, trong khi 28 khách hàng còn lại đã đặt cọc nhưng chưa có công trình nào được khởi công. Đời sống đắt đỏ, Tây Úc cảnh báo cơn bão hoàn hảo khi mà giá cả thực phẩm tiếp tục gia tăng. Nhà phân phối thực phẩm độc lập lớn nhất của tiểu bang Tây Úc là New West Foods vừa lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng về chuỗi cung ứng khiến chi phí đầu vào tăng vọt và tiếp tục đẩy giá cả thực phẩm lên cao hơn nữa. Theo New West Foods, thì giá dầu thực vật do công ty này cung cấp cho hàng trăm quán ăn trên khắp Tây Úc đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 8 năm 2020, trong khi giá trứng bán lẻ cũng đã tăng 75% so với thời kỳ tiền đại dịch, tức là vào đầu năm 2020. Trong khi cá hồi đã tăng 50% và phô mai cũng như thịt xông khói đều tăng khoảng 35%. Phần lớn những đợt tăng giá đó đến trong 12 tháng qua và vô số yếu tố kết hợp lại để tạo ra điều mà giám đốc điều hành của New West Foods, Damon Venices, cho là cơn bão hoàn hảo đối với chi phí thực phẩm. Ông Venices cho biết giá cả đã tăng rất nhanh và rất mạnh trong những tháng gần đây, và thực tế không có loại thực phẩm nào được bỏ qua, mặc dù một số loại, chẳng hạn như cá, thịt, sữa, bị ảnh hưởng tồi tệ hơn những loại khác. Nguồn cung lớn nhất là dầu thực vật hiện đang thiếu hụt trên toàn cầu, với việc xuất khẩu phần lớn bị cắt từ Ukraine do bị chiến tranh tàn phá, nơi theo truyền thống sản xuất 50% dầu hướng dương được sử dụng trên khắp thế giới. Khách hàng của hệ thống New West Foods bao gồm sân vận động Optus và bệnh viện Sir Charles Gardner
cùng hàng trăm nhà hàng và quán cà phê đều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão giá lần này. Đặc biệt là các nhà hàng bán thức ăn nhanh như fish and chip hoặc pizza là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với thực tế là tất cả các nguyên liệu chủ yếu của họ đều tăng giá. Ngoài ra, việc gia tăng giá cả xăng dầu cũng đã gây thiệt hại đáng kể, chẳng hạn như công ty WA Chips, nhà sản xuất chips lớn nhất tại Tây Úc, đã tiết lộ hóa đơn xăng của họ đã tăng 400.000 đô la, tức là tăng 60% so với năm trước. Và đây cũng là nguyên nhân khiến giá cả thực phẩm leo thang từng ngày. New Zealand, tình trạng khan hiếm lao động ngày càng trầm trọng. Cũng như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, New Zealand đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Cơ quan thống kê New Zealand hôm qua công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong quý 2 năm 2022 đạt 3,3%. Với một quốc gia chỉ có hơn 5 triệu dân thì tỷ lệ thất nghiệp này cho thấy số lượng người không có việc làm là rất ít. Điều này cho thấy tình trạng khan hiếm lao động tại New Zealand đang ngày càng trầm trọng hơn. Sự khan hiếm này không chỉ trong các ngành đòi hỏi lao động trình độ cao như các công việc quản lý hay công nghệ thông tin, mà tình trạng thiếu lao động diễn ra rất nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, y tá, bán hàng tới các công việc tại các khu trượt tuyết, khách sạn. Theo số liệu thống kê, tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, hiện mới chỉ có 78% số lượng y tá cần thiết. Ngành chế biến cũng đang thiếu khoảng 2.000 lao động. Trang web của công ty tư vấn Veka cũng cho biết, công ty này đang cần tuyển dụng 300 lao động tại New Zealand. Và đây chỉ là một vài trong số các lĩnh vực đang thiếu lao động tại New Zealand. Thực trạng này đang khiến các công ty tại New Zealand đau đầu. Bên cạnh việc phải bỏ ra nhiều tiền để quảng cáo việc làm và tuyển dụng, đào tạo lao động mới, thì nhiều công ty cũng phải chào mời mức lương hấp dẫn để thu hút người lao động. Các cách tuyển dụng cũ không còn phát huy hiệu quả, khiến nhiều công ty phải tập hợp lại và cùng tổ chức ngày hội việc làm để trực tiếp gặp mặt, tìm kiếm các ứng cử viên phù hợp. Việc đóng cửa biên giới quốc tế thời gian dài và mở cửa biên giới chậm trễ khiến cho không chỉ New Zealand mà nhiều quốc gia phát triển đều đang ở trong tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Tuy vậy, tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện khi nước này mở cửa hoàn toàn biên giới từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Kể từ thời điểm này, New Zealand sẽ bắt đầu xét thị thực nhập cảnh cho tất cả mọi đối tượng, chứ không hạn chế như trước kia. Doanh nghiệp New Zealand hy vọng sau thời điểm này, người lao động nước ngoài sẽ dần quay trở lại để bổ sung vào lực lượng lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng ở nước này. Tin Việt Nam, xuất khẩu gạo tăng kỷ lục. Trong 7 tháng đầu năm nay, 2022, Việt Nam đã xuất khẩu gần 4 triệu 200.000 tấn gạo, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Mỹ tăng mạnh nhất với hơn 65%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù thị trường xuất khẩu gạo đang bị cạnh tranh khá gay gắt, thế nhưng sản phẩm của Việt Nam vẫn được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Cũng theo Bộ Nông nghiệp, thì trong 7 tháng qua, xuất khẩu gạo đạt 4 triệu 190.000 tấn, tương đương giá trị hơn 2 tỷ Mỹ Kim, tăng 20,5% về lượng và 9% giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong nhóm các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, thì Mỹ là quốc gia có mức tăng mạnh nhất, tăng 65,3% trong nửa đầu năm. Tiếp đến là Philippines. Thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam chiếm 44,5% thị phần, nhập khẩu tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Nông nghiệp cũng cho biết thêm là trong 6 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu trên thế giới bình quân đạt mức 489 Mỹ Kim một tấn, tức là bị giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi gạo đạt chuẩn, xuất khẩu của Việt Nam được bán với giá từ 415 đô la đến 420 một tấn. Đây rõ ràng là sự cạnh tranh đáng kể. Và theo luật cung cầu thì sản phẩm này có giá thấp mà chất lượng cao thì tất nhiên sẽ được chọn. Và đó cũng là lý do vì sao mà số lượng gạo Việt Nam xuất khẩu đã gia tăng đáng kể.
an ninh lương thực, nguồn cung gạo thế giới đối mặt rủi ro vì tình hình hạn hán ở Ấn Độ. Gạo có thể trở thành thách thức tiếp theo đối với nguồn cung lương thực toàn cầu khi tình trạng hạn hán ngày càng trầm trọng ở Ấn Độ. Mối đe dọa đối với ngành sản xuất gạo của Ấn Độ xảy ra vào thời điểm các nước đang vật lộn với chi phí lương thực tăng cao và lạm phát tràn lan. Tổng diện tích trồng lúa của nước xuất khẩu hàng đầu đã giảm 13% trong mùa này do thiếu mưa ở một số khu vực như Tây Bengal và Uttar Pradesh, chiếm 1/4 sản lượng của Ấn Độ. Các thương nhân lo ngại rằng sản lượng gạo sẽ giảm, làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát của Ấn Độ và gây ra hạn chế đối với xuất khẩu. Một động thái như vậy sẽ có tác động sâu rộng đối với hàng tỷ người sống phụ thuộc vào loại ngũ cốc này. Đáng lưu ý, Ấn Độ chiếm đến 40% cán cân thương mại gạo toàn cầu và hiện chính phủ nước này đã hạn chế xuất khẩu lúa mì và đường để bảo vệ an ninh lương thực, cũng như kiểm soát giá tại thị trường nội địa. Hầu hết sản lượng gạo trên thế giới được trồng và tiêu thụ ở châu Á, nên nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định chính trị và kinh tế trong khu vực. Trái ngược với sự tăng vọt của giá lúa mì và ngô sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine, giá gạo lại giảm do sản lượng và kho dự trữ dồi dào, giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực lớn hơn. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng gạo trên thế giới phụ thuộc vào vụ lúa ở Ấn Độ. Một số nhà khoa học nông nghiệp lạc quan cho rằng vẫn còn thời gian để trồng trọt và bù đắp cho sự thiếu hụt trên. Lượng mưa được dự báo là ổn định trong 2 tháng tới, cũng có thể cải thiện sản lượng lúa gạo ở Ấn Độ. Ấn Độ đang cung cấp gạo cho hơn 100 quốc gia, trong đó Bangladesh, Trung Quốc, Nepal và một số quốc gia Trung Đông là những khách hàng lớn nhất của họ. Với bản tin vừa rồi, Bạch Ngọc xin tạm dừng chương trình tin tức của Đài Việt Face TV. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV vào lúc 1 giờ chiều nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.